Xin chào anh nhá. Ở trong clip này em đang test con đẩy bãi BF Audio. Dòng này cửa hàng đang khuyến mại giá rất tốt thôi nhá. Với con đẩy này thì em đang test với khách hàng ở dưới Quảng Ninh. Anh Quang có địa chỉ ở số nhà 872 tổ 106 khu 10B phường Cửa Ông, huyện Cẩm Phả, Quảng Ninh. Chiếc cục đẩy này thì cửa hàng em cũng đang test và test nhạc đây. Thì hiện tại em đang test nhạc trực tiếp từ máy tính nha. Tiếng rất là hay quá nhá. Các bác nhớ đeo tai nghe và chúng ta cảm nhận chất âm của nó. Bởi vì là hiện tại thì nó cũng rất là nhiều những tạp âm bên ngoài lẫn vào, cho nên là nó nghe nó không được chi tiết như ở trực tiếp ở ngoài chúng ta nghe. Nhưng bên em thì test bây giờ em quay trực tiếp là nhạc ở đâu và test cụ thể để các bác nghe nó trung thực nhất quá nhá. Thì hiện tại chiếc cụ đẩy này em đang xả với giá là 2.500.000, giá rất là tốt, hàng đẹp quá nhá, hàng đẹp, cực đẹp vật chất. Dòng máy này thì nó rất là lành máy thôi nhá. Tất cả linh kiện của nó là linh kiện đây, linh kiện nó toàn cắm chân cả thôi. Linh kiện này thì nói chung là nó làm rất là bền bỉ luôn. Toàn linh kiện chất thôi các bác nhá. Hàng VF thì nó là một hàng hãng rồi. Công ty VF là một công ty của Mỹ. Đặt ở nhà máy ở Trung Quốc thôi nhá. BF Audio đấy, những cái dòng loa BF thì ấy biết rồi, toàn hàng đắt tiền thôi, mấy chục triệu một đô luôn. Đấy. Thì mỗi đẩy này là một trong những thương hiệu rất là nổi tiếng. Thì trong clip này thì em test với khách hàng thì cũng như làm video để có nghĩa chúng ta, các bác ở khắp mọi miền Tổ quốc chúng ta tham khảo với con đẩy này. Giá tốt thôi nhá. Và bao bác đánh căng những cặp loa bass 40 như này, đánh căng luôn. Đấy, thương hiệu USA đây. Con này thì tín hiệu vào bằng Canon có, bằng AV có bác nhá. Và ra loa bằng cọc loa cả tắt nội trích nữa. Nói chung là một trong những dòng đẩy đầy đủ hết các chức năng. Nguồn xung dễ sửa nhé, dễ sửa linh kiện máy móc này. Nói chung là nếu có trục trặc cũng dễ sửa, anh em thợ gần như làm được hết. Và nó dòng này thì nó rất là lành, nồi đồng cối đá nó giống như âm ly rất là lành, nhưng mà công suất thì rất là khỏe. Mạch class H nó nhé, class H hiệu suất cao, nguồn xung thì hiệu suất bao giờ nó cao. Đấy. Đẩy máy móc còn đẹp như mới luôn, có đẩy từ những con ốc đẹp như mới. Đấy. Thì bác nào mà quan tâm chúng ta gọi sớm đến cửa hàng theo số máy cửa hàng 0385 2228 nhé. Xin chào ạ.